Ba cầu thủ trên 23 tuổi của đội tuyển U23 Việt Nam đều xuất hiện trong đội hình xuất phát ở trong trận đấu này. Một trận đấu như đã nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hành trình chuẩn bị hướng tới SEA Games. Sân vận động Hoàng Đẫy là sân vận động thứ hai ở những cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc. Trận đấu lượt đi đã diễn ra trên sân vận động Việt Trì. Và trong ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo có 9 sự thay đổi so với đội hình xuất phát mà ông đã sử dụng trên sân vận động Việt Trì cách đây ít ngày. Còn đối với đội tuyển U20 Hàn Quốc, họ cũng có tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận tái đấu với U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả lời rằng ông không quan tâm quá nhiều tới việc U20 Hàn Quốc sẽ thi đấu như thế nào. Điều quan trọng nhất là ông cần phải định hình được bộ khung cho đội tuyển U23 Việt Nam, đồng thời cố gắng để tạo ra một điểm rơi phong độ tốt nhất cho đội bóng của mình. Trọng tài chính điều khiển trận đấu thứ hai giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc sẽ là ông Hoàng Mạnh Hà. Ngày hôm nay thì ông Nguyễn Mạnh Hải là trọng tài thứ tư. Hai trợ lý của trọng tài Hoàng Ngọc Hà vẫn sẽ là những trợ lý đã thực hiện nhiệm vụ trên sân vận động Việt Trì, đó là ông Phan Huy Hoàng và ông Trương Đức Chiến. Ngày hôm nay đội trưởng của U20 Hàn Quốc không phải là số 10 Bi Jung Ho. Ngày hôm nay Bi Jung Ho chỉ có tên trong danh sách dự bị của đội tuyển U20 Hàn Quốc. Đội trưởng của đội bạn ngày hôm nay đó là số 8 Lee Sung Won. Như đã nói thì U20 Hàn Quốc cũng đã có tới 7 sự thay đổi. Ở trận đấu trước thì chúng ta đã phần nào hình dung ra được sức mạnh của đội tuyển U20 Hàn Quốc, và rõ ràng ngày hôm nay với một đội hình được coi là mạnh hơn của U23 Việt Nam, chúng ta tin rằng đây sẽ là một trận đấu mà Việt Nam sẽ có được một kết quả tốt trước U20 Hàn Quốc. Đây là đội hình ra quân của cao thủ U20 Hàn Quốc. Họ vẫn còn có những cái tên khá quan trọng trong trận đấu trước, đặc biệt là cầu thủ có chiều cao lên tới 1m90, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất vào lưới của U23 Việt Nam, Lee Jang-jun. Lee Jang-jun là tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Suwon tại K-League. Nhưng công bằng mà nói thì ngoài bàn thắng trong tình huống không chiến của Lee Jang-jun thì trong suốt trận đấu đó anh cũng không thể hiện được quá nhiều. Ở trong trận đấu trên sân vận động Việt Trì thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã lần lượt sử dụng các sơ đồ chiến thuật 3-5-2 và sau đó là 3-4-3. Và ngày hôm nay với hàng loạt những sự thay đổi, và đây có thể coi với đánh giá của nhiều người sẽ là bộ khung chính của U23 Việt Nam, chúng ta sẽ có một bài test thực sự để xem là U23 Việt Nam đã sẵn sàng với những con người tốt nhất cho hành trình bảo vệ ngôi vương của mình hay không. Ở một của trận này thì đội tuyển U23 Việt Nam trong bộ trang phục màu trắng sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Đây là cách mà U20 Hàn Quốc đã từng khởi đầu trên sân vận động Việt Trì. Ngay sau tiếng còi khai cuộc thì họ đã tràn sang phần sân của U23 Việt Nam và tạo ra sức ép ngay. Ở trong trận đấu trên sân vận động Việt Trì thì đội tuyển U20 Hàn Quốc đã có được bàn thắng dẫn trước, đó là một pha bóng phạt góc với pha đánh đầu của Lee Jang-jun. Bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam đến từ một quả đá phạt 11m cũng chỉ sau đó 3 phút, và đó là pha lập công của Đặng Văn Tới. Ngày hôm nay thì Đặng Văn Tới không có tên trong danh sách đăng ký của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong việc đầu tiên thì đội hình ra quân của các cầu thủ U23 Việt Nam trong khung thành đó là thủ môn số 25 Nguyễn Văn Toàn, cầu thủ số 4 Bùi Hoàng Việt Anh, số 6 Nguyễn Hoàng Đức, số 8 Đỗ Hùng Dũng, số 10 Lý Công Hoàng Anh, số 12 Phan Tuấn Tài, số 14 Lê Văn Xuân, số 21 Nguyễn Thanh Bình, số 22 Nguyễn Tiến Định, số 23 Nguyễn Văn Tùng và số 24 Lê Văn Đô. Huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam đó là ông Park Hang-seo. Trong đội hình của U23 Việt Nam ngày hôm nay thì có một cũng khá bất ngờ, đó là vị trí trung vệ lệch trái của Phan Tuấn Tài, cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ biên trái ở trận đấu trước. Tuấn Tài là cầu thủ của Viettel, nhưng ở mùa giải hôm nay anh được cho câu lạc bộ hạng nhất Đắk Lắk mượn để thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia. Trận đấu trước thì các cầu thủ U20 Hàn Quốc đã tấn công một cách tương đối đa dạng, tần suất của những tình huống đánh liền bằng những pha phối hợp nhỏ và sau đó đường vào phía trong là tương đối lớn, cũng không thiếu đi những
pha đánh vỗ mặt ở khu vực trung lộ. Với cách sắp xếp của huấn luyện viên Kim Eun-jung thì ngày hôm nay với 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát thì tính chất của những trận giao hữu như thế này cũng là một trong những cơ hội huấn luyện viên của U20 Hàn Quốc tạo nhiều cơ hội hơn cho những người học trò của mình có cơ hội cọ sát. Đội tuyển U23 Việt Nam đã để lọt lưới bàn thua trên sân Việt Trì từ một quả đá phạt góc của đối phương. Và bây giờ sau ít ngày thì có lẽ là chúng ta cũng đã phải nghiên cứu kỹ hơn và có những giải pháp cụ thể hơn cho những tình huống như pha bóng mà chúng ta chuẩn bị được chứng kiến. Là một tiếng treo bóng thôi. Một pha bóng mà hàng phòng ngự của U23 Việt Nam hơi lỏng. Một người tiếp cận được bàn của Văn Toản đó là số 20 Shin Koo Won. Rất tiếc là pha tiếp bóng đầu tiên của cầu thủ bên phía U20 Hàn Quốc là không tốt. Bên tay đây là Văn Tùng. Anh tới trước thì sau khi vào sân ở phút thứ 70, Văn Tùng cũng hay nào đó có được màn thể hiện tương đối tốt. Dấu ấn chính là pha chuyền ngang dành cho Hồ Thanh Minh. Rất tiếc là tiền đạo của U23 Việt Nam đã không thể đánh bại được pha chuyền ngang của Văn Tùng. Có vẻ như là ở những phút đầu tiên của trận đấu này thì sơ đồ chiến thuật mà U23 Việt Nam đang sử dụng là sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Chắc là như vậy. Có đôi chút khác biệt so với trận đấu tại sân Chi cách đây 3 hôm. Rất hay. Cắn ngang. Pha bóng vừa rồi là của Nguyễn Hoàng Đức, cũng những pha bóng được coi là sở trường. Càng ngày càng hoàn thiện mình, khả năng tầm bóng, giữ bóng, dẫn bóng và cả dứt điểm nữa. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại thì Hoàng Đức là tiền vệ được coi là hoàn thiện nhất của Việt Nam. Thậm chí có những thời điểm rõ ràng là so sánh Hoàng Đức và Quang Hằng, chúng ta có đánh giá hoàn thiện hơn. Đôi chút ở đó rõ ràng là Hoàng Đức tốt hơn về thể hình cũng như là khả năng tranh chấp tay đôi. Phản góc không tốt của Lê Văn Xuân. Tấn tài. Vẫn là Lê Văn Xuân. Đúng là người ta có quyền chờ đợi vào một màn trình diễn huyền huyễn hơn đến từ các cầu thủ ra sân trong đội xuất phát của U23 Việt Nam ở trong trận đấu này. Đó rõ ràng là những con người dày dặn kinh nghiệm ở cả đấu trường câu lạc bộ cũng như là ở bình diện của các đội bóng quốc gia. Và khi SEA Games đang đến gần thì cần hơn bao giờ hết gương mặt hoàn thiện hơn. Liên tiếp là những đường tấn công biên không được. Băng vào vừa rồi là của Văn Tùng. Khá nhiều những câu hỏi về việc là bên cạnh Tiến Linh, cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp và phong độ của mình trong áo của đội tuyển quốc gia được bổ sung cho SEA Games lần này thì ai sẽ là người đá cặp với anh, đó vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Và trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều cầu thủ tiền đạo có thể chơi ở vị trí này để tìm ra một người phù hợp nhất với Tiến Linh, đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Rất chính xác, cũng rõ ràng từ điểm gần đây thì cũng như Park Hang-seo cũng đã có những lời phát biểu là ông có thể đưa Hoàng Đức lên đá cặp tiền đạo cùng với Tiến Linh. Rõ ràng đó chỉ là những tình huống bất đắc dĩ cuối cùng rồi. Hoàng Đức vẫn là một thủ trưởng cực kỳ ấn tượng nơi tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cũng như là U23 Việt Nam. Rõ ràng là hàng tiền vệ của chúng ta cần một cầu thủ có hơi hướng tầm nhìn như Hoàng Đức, anh có thể tung ra những đường truyền có chất lượng và khả năng dứt điểm nơi thứ hai của Hoàng Đức chúng ta đã được kiểm định rồi.
lên thì bàn thắng đối với Indonesia tại vòng bảng cách đây 3 năm là một ví dụ điển hình. Khả năng sút xa của Hoàng Đức nó càng được hoàn thiện hơn trận đấu V League mùa giải gần đây. Cũng là với một đội hình có chất lượng hơn thì tỷ lệ kiểm soát bóng của U23 Việt Nam cũng đã tốt hơn so với bước khởi đầu ở sân Động Việt Trì cái đấy ít ngày. Một bóng tốt của Lý Chu Huân. Chắc chắn ngày hôm nay thì các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có được một lối chạy tốt. Chúng tôi đặt ra câu hỏi là sự có mặt của ba cầu thủ trên 23 tuổi sẽ giúp ích được gì cho các cầu thủ trẻ hơn? Rõ ràng là rất nhiều yếu tố khi có sự xuất hiện của Hùng Dũng, Tiến Linh cũng như là Hoàng Đức. Ngoài yếu tố về tinh thần thì rõ ràng yếu tố về chuyên môn là một điểm sáng, thì các cầu thủ trẻ sẽ được hỗ trợ rất nhiều bởi những người đàn anh của mình. Hôm nay thì nghĩa nói Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh không chỉ là những cầu thủ có thể nói là quan trọng ở U23 mà rõ ràng là tại đội tuyển Việt Nam thì những cầu thủ này cũng là những cầu thủ được đánh giá là tốt nhất. Rất may mắn là vào lúc này thì cả ba cầu thủ thuộc lứa tuổi trên U23 đều khỏe mạnh và đang ở một thể trạng được coi là tốt nhất của mình. Ta đều biết tầm quan trọng của những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm được bổ sung cho chiến dịch SEA Games 30. Tất cả đều đã chơi tốt, đặc biệt là sự có mặt của Hùng Dũng giúp cho mọi thứ trở nên cân bằng hơn. Các cầu thủ trẻ cũng có một điểm tựa cả về mặt chuyên môn và tinh thần. Nó là một trong những điểm nhấn trong hành trình hướng tới chiếc huy chương vàng. Và năm nay cũng vậy. Rõ ràng là một giải đấu trên sân nhà, thi đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, thì mọi thứ sẽ trở nên khắt khe hơn với cái nhìn của người hâm mộ. Nên nhớ là Việt Nam chúng ta mới chỉ vô địch SEA Games một lần thôi. Và đương nhiên là với khả năng năm nay được chơi trên sân nhà thì rõ ràng là U23 Việt Nam sẽ cố gắng phải bảo vệ danh hiệu vô địch SEA Games. Một giải hôm nay thì đội bóng như là Indonesia và Thái Lan cũng đang rất nỗ lực trên hành trình chuẩn bị cho một giải đấu có chất lượng. Nghe nói thì SEA Games không nằm trong hệ thống của FIFA, thì rõ ràng là tại Đông Nam Á thì các đội bóng khi thi đấu với nhau họ vẫn có một điều gì đó muốn giữ thể diện cho những nền bóng đá của họ, và Thái Lan và Indonesia cũng vậy. Cái đến ngày chúng ta đã nói tới việc là trận đấu này sẽ là cơ hội để lắp ráp đội hình, có 9 sự thay đổi. Và ở hàng phòng ngự, Văn Toàn tiếp tục được cùng trao cơ hội để lấy lại được cảm giác thi đấu tốt nhất. Cùng với đó thì trong số bộ ba trung vệ thì có lẽ chỉ có vị trí của Tuấn Tài sẽ là một vị trí vẫn đang được tiếp tục thử nghiệm trên bàn ghế dự bị của đội tuyển U23 Việt Nam. Còn một cầu thủ đã khẳng định mình và phần nào đó được đánh giá cao hơn Tuấn Tài, đó là Nguyễn Mạnh Dũng. Và tấn công của cầu thủ U23 Hàn Quốc đó là đường truyền của đội trưởng Lee Sung Won. Ông Park Hang-seo vừa rồi đã không hài lòng với cái cách mà các cầu thủ tiền vệ của U23 Việt Nam để cho Lee Sung Won quá thoải mái trong việc tiện đường truyền. Người vừa bị nhắc nhở đó là Lý Công Hoàng Anh. Hơn 10 phút thi đấu của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Lúc này người đã cặp với Tiến Linh đó là Nguyễn Văn Tùng, nhưng có cảm giác là hai tiền đạo của chúng ta có một nét gì đó khá tương đồng. Thì đây đều là hai mẫu cầu thủ chơi trên hàng công có khả năng giữ bóng và đánh đầu khá ấn tượng. Nhiều người nghĩ tới cái tên Trần Văn Đạt vì rõ ràng Văn Đạt là một sự bổ sung tốt cho khả năng giữ bóng của Tiến Linh. Thì ngày hôm nay thì người đã cặp với Tiến Linh lại là Nguyễn Văn Tùng.
Đúng như nói thì rõ ràng ở thời điểm hiện tại để tìm ra được người đá cặp cùng Tiến Linh trên hàng công vẫn còn là một câu hỏi. Tuyến hai, Hoàng Anh. Hai nhà bóng của Hùng Dũng dành cho Lý Công Hoàng Anh. Tuyến tay. Hoàng Anh và qua người rất hay của Lý Công Hoàng Anh. Đánh đầu. Và tấn công có nét của đội tuyển U23 Việt Nam. Lý Công Hoàng Anh đột phá bên phía lăng cánh phải, sau đó có tình huống tạt bóng chuẩn xác để cho Hùng Dũng băng vào thực hiện một tình huống đánh đầu. Đó là một pha đánh đầu không trúng đích, nhưng vừa rồi là một tình huống tấn công có nét của các cầu thủ U23 Việt Nam. Hùng Dũng luôn biết cách để xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Các trận đấu ở SEA Games năm 2019 cũng đã chứng kiến rõ điều này. Và trong năm nay thì Hùng Dũng đã quay trở lại, phải nói là cực kỳ mạnh mẽ. Đó là một tín hiệu cực vui cho bóng đá Việt Nam sau một năm mà cầu thủ này phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương, chấn thương nặng khiến cho tất cả phải lo lắng. Đây là Lê Văn Đô. Cầu thủ có pha cắt bóng tốt đến từ Hàn Quốc đó là Shin Ku Won, vẫn là cầu thủ Việt Nam. Và xử lý hơi lưỡng lự của Đỗ Hùng Dũng, một huống nửa chuyền nửa sút bên phía đội trưởng của U23 Việt Nam. Hôm nay thì cao thủ U20 Hàn Quốc có rất nhiều sự thay đổi, và chúng ta cũng chưa thể khẳng định được là những sự thay đổi này là những cầu thủ chơi tốt hơn hay là những cầu thủ dự bị của U20 Hàn Quốc. Nhưng rõ ràng là đội hình của chúng ta ngày hôm nay là một đội bóng được coi gần như là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Hôm nay thì chỉ có một đôi chút phân vân về vị trí trụ vệ lệch trái của Tuấn Tài cũng như là vị trí tiền đạo của Văn Tùng. Rất lợi hại. Tuyến hai. Rồi là một tình huống mà Lee Su-won, Lee Jong-jun đã sử dụng chiều cao tốt của mình để nhả bóng ra tuyến hai. Là một tình huống mà cánh tay của Hoàng Đức đã vô tình vung vào mặt của một cầu thủ bên phía U20 Hàn Quốc, đó là Hoàng Đô Jun. Rõ ràng đó không phải là một tình huống cố ý. Trong suốt những năm vừa qua, nền tảng cho thành công của các đội bóng do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt là một lối chơi đặt tính an toàn và chắc chắn của một người làm nền tảng. Và với nhiều người ở nhiều giải đấu, trong những trận cầu mà chúng ta buộc phải chơi tấn công, chơi áp đặt thì mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo, nhưng không muốn nói là còn rất nhiều những vấn đề. Và ở SEA Games thì chúng ta sẽ gặp nhiều đối thủ thuộc dạng dưới cơ hơn, và phong cách chơi này có lẽ cũng cần phải được hoàn thiện nhiều hơn nữa. Có nhiều đội bóng chơi phòng ngự, thậm chí là phòng ngự số độc khi gặp U23 Việt Nam. Đây là cơ hội dành cho U20 Hàn Quốc. Không chơi bóng hơi dài. Ở những đường bóng cuối cùng thì các thủ U20 Hàn Quốc đang xử lý không tốt. Nhưng có lẽ là phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam cũng phải cẩn trọng hơn. Vì nếu như cao thủ đội bạn xử lý tốt ở những tình huống cuối cùng thì có lẽ là khung thành của Văn Toàn đã bị đặt vào tình trạng báo động. Đương nhiên là với U20 Hàn Quốc thì đây là một đội bóng vẫn còn non về kinh nghiệm.
Pha chọc khe rất tốt. Và Tùng dứt điểm. Pha dứt điểm tốt của Nguyễn Văn Tùng. Thì rồi là một tình huống dứt điểm trúng đích. Thủ thành bên phía U20 Hàn Quốc đó là Moon Yeon Ho đã có phản xạ tốt thì đã khép góc kịp thời. Tiền đạo của U23 Việt Nam cần có được sự quyết đoán, bởi đó gần như là giải pháp duy nhất dành cho anh. Có tới 3 cầu thủ hậu vệ của U20 Hàn Quốc đã theo sát Nguyễn Văn Tùng. Sau những gì đã diễn ra trên sân động Việt Trì thì đây sẽ là một cơ hội nữa để cho Văn Tùng thể hiện mình. Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Hoàng Đức. Sút bóng. Lại là một hướng tiếp cận từ tuyến 2, đó là Lý Công Hoàng Anh. Một loạt những sự thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam giúp cho chúng ta kiểm soát mọi thứ tốt hơn. Và một loạt những sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U20 Hàn Quốc thì cho tới thời này cho thấy là họ vẫn chưa thể tìm lại được lối chơi đồng đội và sự kết nối đã từng thể hiện trong những phút đầu trên sân động Việt Trì. Cũng có thể đây chưa phải là những cầu thủ tốt nhất của các cầu thủ U20 Hàn Quốc và chúng ta cũng phải xem lại đến hiệp 2. Ôi! Pha sút bóng rất bất ngờ của các cầu thủ U20 Hàn Quốc và Văn Toàn đã có vẻ như giật mình ở pha bóng vừa rồi. Rất may là sau pha bắt bóng không dính của Văn Toàn thì không có một cái bóng áo đỏ nào băng vào trong pha bóng tiếp theo. Park Siêu Ngô là cầu thủ tung ra cú sút khá nguy hiểm. Đường bóng đi rất khó chịu. Đây là phút thứ 20 của hiệp 1. Trận đấu được coi là lượt về giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc. Trận đấu trên sân Đồng Hồng đấy cho tới hiệp này vẫn có tỷ số 0-0. Lỗi thuộc về cầu thủ U20 Hàn Quốc. Cầu thủ đã phạm lỗi đó là Park Hyun-bin. Park Hyun-bin là một trong những cầu thủ được giữ lại từ điểm xuất phát của trận đấu trên sân Việt Trì. Và cách đây ít ngày thì anh cũng là một trong số những cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng. Giải cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam trước khi bước vào SEA Games 31. Cũng dễ hiểu ngày hôm nay là sự thay đổi về hàng loạt các vị trí nhân sự. Đây được coi là những cầu thủ gần như là tốt nhất rồi. Văn Tùng. Và chuyền bóng sai của Văn Tùng. Phản công cho cao thủ U20 Hàn Quốc. Đã chống trải bên phía anh là cánh phải. Yu Su Hwan. Và phòng ngự tốt của Phan Tuấn Tài. Đó là những điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang cần nơi các trung vệ. Cái việc phòng ngự tốt là nhiệm vụ số 1. Nhưng rõ ràng là khi cầm bóng thì các trung vệ trong sơ đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải biết kiểm soát bóng cũng như là cả phát động tấn công nữa. Đó cũng chính là lý do tại sao ở quãng thời gian gần đây ông hay sử dụng tới cái tên Nhâm Mạnh Dũng trong đội hình. Trong trận đấu trước cách đây 3 hôm tại sân Việt Trì thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay cả 10 cầu thủ. Trong trận đấu đó thì đã có một chút nhầm lẫn của huấn luyện viên U23 Việt Nam thì ông nghĩ rằng thay 10 cầu thủ và một thủ môn, nhưng khi đã thay đủ quân số thì lúc đó thủ môn Quang Văn Chuẩn đã không thể vào sân để thay cho Văn Toản nữa. Điều rằng trong trận đấu này thì huấn luyện Park Hang-seo có tạo điều kiện cho thủ môn số 2 của U23 Việt Nam hay không? Rất có thể là hiệp thi đấu thứ hai ở trận này thì Quang Văn Chuẩn sẽ được thử sức. Yếu tố của một trận đấu giao hữu là hoàn thiện chính mình. Quan trọng là những cầu thủ trụ cột
cũng phải biết cách giữ gìn để tránh khỏi những chấn thương đáng tiếc ngay trước thềm giải đấu. Và với những cái tên ở điểm xuất phát trong trận đấu ngày hôm nay, họ tương đối dè dặt trong những tình huống tranh chấp tay đôi, đó cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đặc biệt là đối với các cầu thủ trên 23 tuổi, chúng ta biết rằng những cầu thủ đó sẽ không được thay thế nếu như có gặp phải những chấn thương. Và đó chính là vấn đề chúng ta sẽ phải cẩn trọng. Hoàng Anh, Levando, đây là Hoàng Đức, Lê Văn Xuân. Trận đấu mà Lê Văn Xuân không có được cảm giác tốt nhất ở những tình huống tạt bóng cuối cùng của mình. Đây đã là tình huống tạt bóng hỏng thứ 3 của Văn Xuân kể từ đầu trận đấu. Rõ ràng là ở phóng vừa rồi thì Văn Tùng và Tiến Linh có một vị trí khá ổn. Đây là Đặng Văn Lắm. Ngày hôm nay thì Đặng Văn Lắm không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam. Cầu thủ Chí Nghệ cũng đã có được cơ hội trong trận đấu trên sân Việt Trì, nhưng đó là một màn trình diễn không thực sự như ý. Cú pha xử lý vội vàng và khá mất điểm. Nhịp độ của trận đấu ở mức độ trung bình trong suốt thời gian đã trôi qua của hiệp 1 và không có quá nhiều điểm nhấn. U23 Việt Nam có hai tình huống dứt điểm đáng nói, đó là tình huống đầu của Hùng Dũng và sau đó là cú sút của Văn Tùng. Bên phía U20 Hàn Quốc, cú sút xa của Park Seung-ho là rất đáng ghi nhận. Và tấn công bên phía anh đang cánh trái dành cho đội bóng áo trắng, Hùng Dũng. Loạt những tình huống dứt điểm từ xa thể nói là không chính xác, và có thể nói là các hậu vệ của U20 Hàn Quốc cũng không quá quyết liệt trong những tình huống cản phá của họ. Trong những giải đấu chính thức thì có lẽ là cũng không có không gian và thời gian để mà thoải mái có được những tình huống xử lý bóng tốt nhất. Vậy mà các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải biết cách làm sao đó thật nhanh và gọn, ngay cả trong những trận đấu giao hữu như thế này. Nói về Hoàng Đức thì đây là một cầu thủ tương đối hoàn thiện, nhưng có lẽ khả năng gây đột biến cao thì người ta nhớ đến Quang Hải. Và đội tuyển U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại thiếu một mẫu cầu thủ như vậy. Một mẫu cầu thủ có thể tỏa sáng những lúc mà đội bóng gặp rất nhiều khó khăn cũng như là bế tắc trên hàng công. Một tình huống đá phạt, một tình huống chuyền bóng cũng như là một tình huống dứt điểm của Quang Hải luôn đem lại sự khác biệt. Dù vậy, tôi nghĩ rằng là khi bước vào các trận đấu chính thức thì mà cầu thủ tập trung tối đa, chúng ta cũng sẽ có được những khoảnh khắc như vậy thôi. Bởi khả năng của những cầu thủ như Hoàng Đức là thứ mà chúng ta đã được ghi nhận nhiều rồi. Vẫn đang là cầu thủ U23 Việt Nam nhưng tiếng còi đã cất lên trước đó. Đây là pha tranh chấp của Văn Tùng và đó là một quyết định chính xác của trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Phút thứ 27 của trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc, tỷ số vẫn đang là 0-0. Chưa có quá nhiều những điều đáng nói trong hiệp đấu đầu tiên. Tốc độ trận đấu đang diễn ra ở mức trung bình và với cường độ thi đấu như thế này thì cũng khó để cho hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam có thể gây ra những sai lầm theo phòng ngự của U20 Hàn Quốc. Đúng như anh Quý Long đã nói là cách chơi của Liên Park Hang Seo trong những trận đấu cần nhiều bàn thắng thì chúng ta vẫn gặp khá nhiều khó khăn về cách triển khai bóng cũng như là tạo ra những cường độ chơi bóng cao hơn ở khu vực 2/3 phần sân của đối phương. Park Seung-ho,
với một đối thủ có thể được coi là đánh giá yếu hơn như U20 Hàn Quốc ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cần phải chơi với một tầm cao hơn nữa, và đương nhiên là phải chơi với một cường độ tốt hơn với những gì mà chúng ta thể hiện từ đầu trận đấu này. Khá lập bập Hồng Dũng. Và nhà bóng một chạm không hợp lý của Văn Tùng khi mà Hồng Dũng đã chưa thể chiếm được khoảng trống ở phía trên. Các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân rộng Việt Trì ở vòng bảng. Trong khi hầu hết các môn thi đấu của SEA Games đều được khuyến khích sẽ mở cửa miễn phí đối với các cổ động viên, thì các trận đấu môn bóng đá nam sẽ tổ chức bán vé và mức giá cao nhất có mệnh giá là 500.000 đồng. Bên cạnh đó là các mệnh giá 200.000 và 300.000 đồng. Ở mỗi trận đấu thì sẽ có khoảng 16.000 vé được phát hành. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chung bảng với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Trong số các đội bóng này thì U23 Indonesia là một trong những kỳ vinh lớn cho môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Trong ít phút vừa qua thì có thể thấy là sự phối hợp của ba cầu thủ trên 23 tuổi với những cầu thủ đàn em của mình là chưa có độ nhuần nhuyễn cao. Thì Văn Tùng đã phối hợp không tốt với Hồng Dũng, sau đó là đường truyền của Hoàng Đức dành cho Văn Tùng cũng là một đường truyền mà cả hai đã không hiểu ý nhau. Lỗi của Văn Tùng. Đây mới là trận đấu được coi là đầu tiên mà huấn luyện Park Seo có được sự thử nghiệm khi đưa cả ba cầu thủ nằm ngoài độ tuổi U23 để thi đấu cùng các cầu thủ đàn em của mình. Cũng chưa thể đòi hỏi ngay được một sự ăn ý cũng như là nhuần nhuyễn trong những tình huống phối hợp. Không còn quá nhiều thời gian nữa, sau trận đấu này sẽ chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi và chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31. Trong thời gian gần đây thì đã có những thông tin về các đối thủ của chúng ta tại kỳ SEA Games này như là Indonesia và Thái Lan, những đối thủ được coi là lớn nhất của chúng ta trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch SEA Games. Đã có những thông tin về lực lượng của Indo cũng như là Thái Lan, họ không có được những cầu thủ tốt nhất của mình tại SEA Games 31, nhưng có lẽ phải đợi tới ngày thi đấu thì chúng ta mới biết được những thông tin đó có chính xác hay không. Sau pha va chạm thì một cầu thủ của U20 Hàn Quốc đang bị đau ở bên ngoài đường biên. Người đang bị đau đó là Cho Gung Hwang. Đó là tiếng tranh chấp cùng với Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân vào sân ở hiệp 2 trận đấu trên sân vận động Việt Trì. Và nếu so sánh chất lượng của cá nhân Lê Văn Xuân trong hai trận đấu mà anh được trao cơ hội thì ngày hôm nay độ chuẩn xác rõ ràng là kém hơn. Trận đấu trước khi vào sân trong hiệp đấu thứ hai thì Văn Xuân có những tình huống xử lý và chuyển hướng tấn công rất ấn tượng. Nhưng ngày hôm nay thì kể từ đầu trận đấu anh đã có những tình huống tạt bóng không tốt. Không dưới 3 lần thì Lê Văn Xuân đã có những pha tạt bóng không có địa chỉ. Rõ ràng là những pha mộ của Việt Nam cần hơn một lối chơi nhuần nhuyễn và tốc độ cao của các thủ U23 Việt Nam. Đây là ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn của bóng đá Việt Nam. Lúc này thì quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang đảm nhận khá nhiều những cương vị quan trọng khác nhau, không chỉ của VFF. U23 Việt Nam đang đứng trước hành trình sẽ bảo vệ ngôi vương.
Và đây đang là trận đấu giải được coi là cuối cùng trước khi bước vào trận đấu chính thức, với một bộ khung được coi là gần như mạnh nhất của trận đấu giao hữu thì không nói lên nhiều điều, nhưng tất nhiên là người ta có quyền lo ngại và đòi hỏi thì những gì được coi là tốt nhất với những con người này vẫn chưa được thể hiện trên sân vận động hàng đẫy. Và nhìn vào màn trình diễn của cao thủ U20 Hàn Quốc trong hiệp đầu tiên thì cũng có thể coi rằng đây chưa phải là những cầu thủ trong đội chính thức của họ, ngoài 4 cái tên được giữ lại trong hiệp đầu tiên này so với trận đấu trước. Đó là Park Yong-bin, Lee Soo-won, tiền đạo Lee Jang-jun và hậu vệ Lee Won-baek. 7 cái tên được huấn luyện viên Kim Jong-jun thay thế có lẽ không phải là những cái tên xuất sắc nhất của đội tuyển U20 Hàn Quốc. Chúng ta sẽ cần phải chờ tới hiệp đấu thứ hai. Nhưng thực sự với những gì mà U23 Việt Nam thể hiện kể từ trận đấu thì chúng ta cũng có phần nào lo lắng cho cách chơi của đội tuyển của chúng ta. Hoàng Đức, Văn Xuân, Hùng Dũng, dứt điểm. Cú ly xa như vậy nhưng Hoàng Đức quyết định dứt điểm bằng một cú đá lòng trong. Có lẽ đó không phải là một quyết định chính xác. Rất khó với một pha dứt điểm bằng mu trong ở cự ly thế này có thể trở thành một bàn thắng được. Cầu thủ phòng ngự của U20 Hàn Quốc chuyển bóng hỏng khá nhiều. Hoàng Anh vẫn còn, sẽ có phạt góc. Khá nhiều những tình huống mà Tiến Linh và Văn Tùng đều đã chiếm lĩnh được những vị trí tương đối tốt. Chất lượng của những đường chuyền cuối cùng của đồng đội dành cho bộ đôi này là không cao. Các trung vệ của U23 Việt Nam đều đã có mặt trong khu vực 16m50. Lê Văn Đô, chất lượng của những quả tạt từ hai biên đang là một vấn đề lớn. Đường chuyền khá hay, đó là đường chuyền khá bất ngờ của Lê Văn Xuân thay vì là một quả tạt như thường lệ. Dứt điểm. Đó là những pha phối hợp chỉ để lại những tiếng ồ. Người vừa thoát xuống đó là Lý Công Hoàng Anh. Một pha thoát xuống phía sau lưng các trung vệ cao to của U20 Hàn Quốc. Còn gần 10 phút nữa thì thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 sẽ kết thúc. Cho tới thời điểm này thì những tình huống dứt điểm nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam vẫn là cú đánh đầu của Hùng Dũng và tình huống dứt điểm một chạm của Văn Tùng. Trong suốt những phút thi đấu đã trôi qua của hiệp 1 thì nhịp độ trận đấu chỉ diễn ra ở mức độ trung bình. Xử lý chậm chạp và để cho đối phương có cơ hội. Vẫn đang là cầu thủ U20 Hàn Quốc. Hàng loạt những sai lầm đến từ hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Một bóng mà lẽ ra các hậu vệ của U23 Việt Nam hoàn toàn có thể xử lý đơn giản hơn. Trong pha bóng vừa rồi không phải là Lee Jong-jun mà là một tiền đạo có tốc độ tốt hơn thì có lẽ là hàng thủ của U23 Việt Nam đã gặp phải một pha bóng rất nguy hiểm. Đó là những thứ cần phải tránh. Bởi trong những trận cầu căng thẳng, chỉ một sai lầm nhỏ cũng khiến cho cục diện thay đổi. Cú
cái cú hụt chân của Thanh Bình là đủ để cho cả hệ thống rơi vào tình trạng rối loạn. Nỗ lực cản phá của Tuấn Tài cũng đã khiến cho cầu thủ vào số 12 của đội tuyển U23 Việt Nam đang cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Chúng ta sẽ cùng xem lại. Sau sai lầm của mình thì Thanh Bình cũng đã ngăn chặn được Lee Chung Jun. Và sau đó thì tới lượt Tuấn Tài phải vất vả với tình huống cản phá đã khiến cho anh gặp chấn thương. Đó là phản ứng dây chuyền sau sai lầm của Thanh Bình. Như vậy là Tuấn Tài đã ổn và anh hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu. Đây là nhóm các cầu thủ không được đăng ký ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đặng Văn Tới là người đã ghi bàn từ chấm phạt 11m ở trận đấu gần nhất của đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng đúng là trong thời gian gần đây thì phong độ ghi bàn của U23 Việt Nam đang là một vấn đề. Lê Văn Đô. Trong 6 trận đấu gần nhất của U23 Việt Nam, kể cả những trận đấu chính thức cũng như là giao hữu, thì chưa trận đấu nào chúng ta ghi được quá một bàn thắng cả. Trong khi đó thì có 3 trận đấu chúng ta không ghi được bàn nào. Đó là một vấn đề thực sự lo ngại. Và trong những phút kể từ đầu hiệp 1 cho tới phút thứ 40 thì chúng ta vẫn chưa cho thấy được khả năng tốt ở trên hàng công. Hoàng Anh, Văn Tùng, đây là Lê Văn Xuân. Hoàng Anh chân trái và cái điểm trúng đích nhưng quá nhẹ, và chân trái cũng không phải là chân thuận của Lý Công Hoàng Anh. Thực sự khó để có thể trở thành một bàn thắng với pha dứt điểm như vừa rồi, quá nhẹ. Này thì đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa thể đẩy cao tốc độ của trận đấu. Đi xe luôn. Giờ thì những đường lên bóng của các cầu thủ U20 Hàn Quốc cũng không quá nguy hiểm. Sau đây cũng là lứa tuổi vẫn còn non kinh nghiệm và những tình huống kiểm soát bóng, và đặc biệt là những tình huống xử lý cuối cùng của các cầu thủ U20 Hàn Quốc vẫn chưa tốt. Đặc biệt là tình huống mất bóng của Thanh Bình, như đó là một tiền đạo có khả năng quyết tâm tốt trong đoạn ngắn cũng như là quyết đoán, thì rất có thể khung thành của chúng ta sẽ bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Khi mà những tình huống phối hợp tấn công chưa thực sự có nét trong thế trận tương đối bế tắc, đội tuyển U23 Việt Nam có lẽ cũng cần phải biết cách tập để có được những đường cố định và những đường sút xa hiệu quả hơn. Điều được cho là thiếu để những cái tên này có thể kết hợp với nhau và tạo nên một bộ khung đủ để người mộ tin tưởng hơn trong hành trình hướng tới ngôi vương. Quỹ thời gian còn lại là khá ít, đã buộc phải chờ đợi cho tới những trận đấu đầu tiên của SEA Games năm nay, và có lẽ là lúc mà sức mạnh thực sự mới được bộc lộ. Sẽ làm được căng ngang. Chất lượng trong những đường truyền cuối cùng của cầu thủ U23 Việt Nam
đang là thứ cần phải được nhắc tới. Ở những khoảnh khắc mà chúng ta có thể đưa bóng được xuống nách trung lộ thì những quả tạt hay những đường căng ngang vào phía trong thì chưa thực sự hiệu quả. Đây đang là những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Một kết quả hòa có bàn thắng trên sân Việt Trì ở trận đấu đầu tiên giữa hai đội ở ngày hôm nay. Sau khi hiệp 1 đang dần kết thúc, tỷ số trên sàn đấy vẫn đang là 0-0. Trong hiệp 1 thì chúng ta tấn công nhiều về phía là cánh trái, nhưng rõ ràng là cánh phải của Levando còn một điều gì đó khá hạn chế ở khả năng tấn công. Văn Xuân ở bên phía cánh trái nhận rất nhiều bóng trong hiệp đấu đầu tiên. Như đã nói thì những tình huống chuyền bóng cuối cùng của cầu thủ chơi ở phía là cánh trái của chúng ta không có độ chính xác cao. Tiếp tục lại là Lê Văn Xuân. Đội tấn công chủ yếu của U23 Việt Nam trong hiệp 1 đó là phía hành lang cánh trái. Văn Xuân, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Lê Văn Đô, Lý Công Hoàng Anh tạt bóng. Goal! Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Người ghi bàn đó là Nguyễn Văn Tùng. Một pha đánh biên khá hay, người tạt bóng là Lý Công Hoàng Anh. Nhưng vừa rồi là một pha bóng mà có lẽ là hàng phòng ngự của U20 Hàn Quốc có đôi chút mắc sai lầm ở pha phản phá đầu tiên. Bóng đến chân của Văn Tùng. Dù sao ở pha dứt điểm này thì rõ ràng là Văn Tùng cũng đã ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo. Đối với một tiền đạo thì điều tiên quyết là anh phải biết cách ghi bàn, và ngày hôm nay thì Văn Tùng cũng đã làm được điều đó. Chờ tới phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 thì các cổ động viên Việt Nam mới có cơ hội ăn mừng. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa quả tạt của Lý Công Hoàng Anh. Đúng là đã có sai lầm từ hệ thống phòng ngự của U20 Hàn Quốc, nhưng ngay lập tức thì Văn Tùng cũng biết cách để chớp thời cơ ghi được bàn thắng này. Cú đá nhanh gọn. Cuối cùng thì sau nhiều chờ đợi cũng đã có bàn thắng được ghi trên sân vận động Hàng Đẫy. Và nụ cười của Văn Tùng khi chắc chắn là anh đã ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo với bàn thắng của mình. Đây sẽ là cơ hội phản công dành cho U23. Hùng Dũng. 2 phút đá bù giờ dành cho hiệp đấu này. Trận với nhiệt độ trung bình thì rất cần có một bàn thắng như vừa rồi để làm nóng hơn mọi thứ. Phối hợp nhỏ khá hay. Không thể vượt qua được đôi tay của Văn Toàn. Và có lẽ là U23 Việt Nam sẽ bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp với một bàn dẫn trước. Một khoảnh khắc tận dụng được sai lầm của hàng phòng ngự U20 Hàn Quốc để có được pha lập công đầu tiên. Mặc dù với những con người ở trên sân, với 9 sự thay đổi trong đình xuất phát, với những cầu thủ được coi là sẽ có mặt tại SEA Games sắp tới một cách chắc chắn, thì người ta có quyền để chờ đợi vào một thế trận và một lối chơi nhuần nhuyễn hơn từ đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng trận đấu này cũng rất cần một bàn thắng như vừa rồi của Văn Tùng để giúp cho mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn. Và như vậy là trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc. Tỷ số của trận đấu trên sân Hàng Đẫy trong cuộc tái đấu giữa hai đội bóng đang là 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Người đã ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 là Văn Tùng.
có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi đều được sử dụng ngay từ đầu trong đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam. Một đội hình chất lượng hơn, nhưng trong một thế trận và nhịp độ thi đấu chỉ ở mức trung bình thì không có quá nhiều điểm nhấn. Đây là trận đấu giao hữu gần như là cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi bước vào giải đấu chính thức và còn rất nhiều việc phải làm. Bây giờ sẽ là thời gian nghỉ giữa hiệp và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với trận đấu này sau ít phút nữa. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì U23 Việt Nam đã có được một bàn thắng và đó là pha lập công của Văn Tùng ở phút đá bù giờ cuối cùng. Đây là thời điểm mà U23 Việt Nam với những con người tốt hơn so với trận đấu trên sân Đồng Việt Trì mang tính chất thử nghiệm đã có được đôi chút khởi sắc trong việc kiểm soát thế trận, nhưng việc tạo ra một nhịp độ thi đấu đủ để tạo ra áp lực với hàng phòng đối phương là vẫn chưa làm được ở hiệp 1. SEA Games đang đến rất gần và người hâm mộ thì đang khá lo lắng và tò mò về những gì mà đội bóng này đang chuẩn bị cho hành trình hướng tới SEA Games. Tiếp tục là một tình huống qua người rất đáng tiếc. Đã có 3 sự thay đổi người của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong 11 thì không có nhiều dấu ấn của Tiến Linh, còn ở hàng tiền vệ thì như thường lệ Hùng Dũng và Hoàng Đức vẫn có được khả năng cầm nhịp, thứ mà chúng ta cần được bổ sung khi điền tên những cầu thủ này vào bảng danh sách tập trung chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Với những sự thay đổi người trong hiệp 2 của đội tuyển U23 Việt Nam, chúng ta có thể thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng Hoàng Đức ở một vị trí khác. Hoàng Đức đã chơi cao hơn so với hiệp đấu đầu tiên, khi mà vị trí tiền vệ trung tâm lúc này thì Trọng Long đang chấn giữ. Hoàng Đức sẽ chám vào vị trí mà Hoàng Anh đã để lại trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đây cũng có lẽ là một điều hợp lý vì được thi đấu với một đối thủ coi là yếu hơn là U20 Hàn Quốc thì Hoàng Đức đang được đẩy chơi cao hơn so với hiệp đấu đầu tiên. Hoàng Anh cũng chính là cầu thủ có pha kiến tạo để cho Văn Tùng ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong hiệp 1 thì chúng ta tấn công nhiều bên phía hành lang cánh trái nơi có sự xuất hiện của Lê Văn Xuân. Nhưng như nói thì những đường tạt bóng cuối cùng của chúng ta chưa có độ chính xác cao. Rất thoáng, Hùng Dũng! Pha đá phạt góc rất có ý đồ của Hoàng Đức. Pressing ngay. Rất hay. Chúng ta cần phải chơi với một cường độ cao như vậy và chỉ có thế mới khiến được các cầu thủ hàng phòng ngự của U20 Hàn Quốc mắc sai lầm. Có vẻ như trong hiệp đấu thứ hai thì huấn luyện Park Hang-seo đã chỉ đạo các học trò của mình chơi với cường độ cao hơn và chơi ở một tầm cao hơn so với hiệp thi đấu đầu tiên. Và có thể thấy là tốc độ trong hiệp đấu thứ hai cũng đã được đẩy lên so với hiệp 1. Hùng Dũng. Và phòng ngự khá hay của đội trưởng bên phía U20 Hàn Quốc Lee Sung-won. Chúng ta cần phải thay đổi, cần phải biết cách chơi với cường độ cao trong một thế trận được coi là nhẹ nhàng như hiệp 1, khó có thể tạo ra một điều gì đó. Và như đã nói thì ở SEA Games khi đá với những đối thủ yếu hơn cần phải biết cách chơi áp đặt. Đây là trận đấu thứ hai giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc chỉ trong vòng ít ngày. Những sự thay đổi trong đội hình của cả hai bên cho thấy là nếu như U23 Việt Nam có một đội hình chất lượng hơn ra sân trong ngày hôm nay thì U20 Hàn Quốc lại thể hiện điều ngược lại. Đội hình đã chơi trên sân Đồng Việt Trì của họ là một đội bóng chơi tốt hơn. Tiếp tục là những lời thúc giục của huấn luyện viên Park Hang-seo cho các học trò. Đó sẽ là một cách chơi hoàn toàn khác của U23 Việt Nam ở hiệp đấu thứ hai này. Hiệp
đó là những gì mà chúng ta đang trông chờ vào U23 Việt Nam. Một lối chơi nhanh và hứng khởi hơn. Và đương nhiên nếu chơi như thế này chúng ta sẽ tạo ra được nhiều áp lực hơn về phía khung thành của U20 Hàn Quốc. Với việc Văn Tùng ghi được bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên, và anh cũng đã phần nào đó tạo được những dấu ấn nhất định trong trận đấu diễn ra cách đây 3 hôm tại sân Việt Trì. Chúng ta phần nào đó có thể hình dung được Văn Tùng sẽ là một những cái tên được huấn luyện viên Hang Seo lựa chọn cho SEA Games 31 diễn ra tới đây. Chưa thể khẳng định được là Văn Tùng có thể được đá chính trên hàng công cùng với Tiến Linh hay không, nhưng có lẽ một vị trí trong danh sách đăng ký trong số 20 cầu thủ chính thức thì nhiều khả năng Văn Tùng sẽ là cái tên được trọng dụng. Thực sự tất cả những cầu thủ đã được trao cơ hội thử nghiệm, họ thể hiện được khả năng cá nhân, và quan trọng hơn đó là sự kết nối với những người đồng đội trong những hệ thống chiến thuật khác nhau. Họ xứng đáng có được vị trí huấn luyện viên Park Hang-seo. Xuyên suốt cho tới thời điểm này, trận đấu trên sân Việt Trì và một nửa thời gian thi đấu của trận đấu trên sân Đồng Đẩy, với con mắt của những người đang theo dõi U23 Việt Nam thì có thể cảm nhận rõ ra một vài cái tên đã có thể làm được điều này. Không phải là quá trọn vẹn, nhưng cũng là đủ ở độ tuổi của họ để được trao cơ hội. Một cái trận hoàn toàn khác so với hiệp đấu đầu tiên. Đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam đang dâng rất cao. Vừa rồi là một pha pressing không thành công của cầu thủ chúng ta. Bóng vừa rồi được treo tới cầu thủ có chiều cao tốt nhất trên sân vào lúc này, đó là tiền đạo Lee Jang Jun. Trong hiệp đấu đầu tiên thì hai cái tên khá bất ngờ có tên trong đội chính thức của U23 Việt Nam trong trận đấu này, đó là Phan Tuấn Tài và Nguyễn Văn Tùng, thì có lẽ Nguyễn Văn Tùng để lại được nhiều dấu ấn hơn. Thì rõ ràng là hàng công của U20 Hàn Quốc trong hiệp 1 họ cũng chơi không ấn tượng, không có quá nhiều sức ép lên trên hàng thủ của chúng ta trong hiệp đấu đầu tiên. Hồ Thanh Minh ở trận đấu trên sân Việt Trì trong hiệp 2 đã có 2 cơ hội. Một lần anh dứt điểm ở cự ly gần, và lần thứ hai thì vào hụt bóng sau một đường kiến tạo khá tốt của đồng đội từ một tình huống phản công. Bên phía U20 Hàn Quốc tiếp tục có sự thay đổi người. Người rời sân sẽ là Bae So-jun, và sau là cầu thủ mang áo số 3 Yu Seung-hon. Cầu thủ mang áo số 14 là Hwang Do-yoon cũng sẽ rời sân. Và sân sẽ là cầu thủ mang áo số 7 Cho Yong-kwang. Với những sự thay đổi vừa rồi thì U20 Hàn Quốc đã thay gần một nửa đội hình của họ. Những cầu thủ vừa được tung vào sân là những người đã đá chính ở trận đấu trên sân Động Việt Trì. Trước đó thì huấn luyện viên Kim Văn Trung cũng đã tung Bae Jung-ho và Lee Ho-yoon. Những cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2 của U20 Hàn Quốc đều là những người đã đá chính ở trận đấu đầu tiên. Với những sự thay đổi này của huấn luyện viên Kim Hyun-sung cộng với cách thay đổi lối chơi nguyên Park Hang-seo, chúng ta có quyền chờ đợi vào một thế trận hấp dẫn hơn. Đây là Tiến Linh. Tiến Linh dứt điểm. Thiếu chính xác một chút. Kể từ đầu trận thì đó có lẽ là tình huống đầu tiên mà chúng ta nhắc tới cái tên Tiến Linh. Trong hiệp 1 thì trong số bộ 3 trên 23 tuổi của U23 Việt Nam, Hùng Dũng Hoàng Đức có những dấu ấn đậm nét hơn hẳn. Dù vậy thì Tiến Linh có lẽ là cũng đang khá giữ gìn để chuẩn bị SEA Games. Anh mới trở lại thôi. Để nói thì có
ràng với việc các cầu thủ trên 23 tuổi cần phải giữ gìn một cách tối đa. SEA Games cũng đã rất cận kề rồi, không có bất kỳ một sự thay đổi nào nếu như một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi gặp phải vấn đề về thể trạng thì sẽ không có bất kỳ một sự thay thế nào cả. Hồ Thanh Minh vẫn còn, đây là Tiến Linh, rất khó, rất khó. Các tiền đạo của chúng ta lúc này là Tiến Linh và Hồ Thanh Minh, cả hai đều vừa bị phục chấn thương thôi. Lúc này thì cảm giác thi đấu cũng như là thể trạng của cả hai đều chưa ở mức tốt nhất. Đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Nhịp độ của trận đấu đã thay đổi theo chiều hướng có thể giúp cho mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn. U23 Hàn Quốc cũng đã đưa vào sân những cầu thủ đã đá chính trên sân vận động Việt Trì. Còn U23 Việt Nam, Hồng Quang Sò cũng đã có những sự thay đổi trong cách tiếp cận và lối chơi, người được đẩy lên cao hơn, sẵn sàng chơi pressing từ phía phần sân đối phương sau khi để mất bóng. Dù vậy thì có thể là trong những phút sắp tới thì lần lượt các cầu thủ trên 23 tuổi của U23 Việt Nam sẽ được rút ra khỏi sân. Một trận đấu giao hữu và vẫn còn những cơ hội thử nghiệm cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã nói rằng ông không cần phải kiểm chứng Hoàng Đức, Hồng Dũng và Tiến Linh nữa. Và những cầu thủ trong bản danh sách triệu tập khá đông đảo của huấn luyện viên người Hàn Quốc xứng đáng được trao cơ hội. Văn Xuân cần phải tập trung hơn và chắc chịu hơn với những pha xử lý bóng của mình trong hiệp 2. Lê Văn Đô, đó là pha xử lý của Thanh Bình. Tiến Linh thiếu đi một chút để có thể vượt qua được trung vệ cuối cùng. Cầu thủ đầu tiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo cho ra nghỉ sẽ là Đỗ Hùng Dũng. Hồ Thanh Minh. Quả tạt là của Lê Văn Đô, không có gì là nguy hiểm. Trong hiệp 1 khi mà U23 Việt Nam chủ yếu tấn công bên phía hành lang cánh trái, cơ hội leo biên của Lê Văn Đô là không nhiều. Rồi đã pha xử lý của Bae Jung Ho, người đã mang đội trưởng của U20 Hàn Quốc ở trận đấu trên sân động Việt Trì. Như nói thì cả bốn cầu thủ của U20 Hàn Quốc được tung vào sân trong hiệp 2 đều là những cầu thủ đã đá chính cách đây ít ngày. Đó một hiệp thì nói là khá tốt trước U23 Việt Nam. Có điểm khác biệt giữa Văn Tùng và Hồ Thanh Minh, có thể nhìn thấy rõ ràng là nếu như có sự xuất hiện của Văn Tùng là cạnh đá cặp cùng với Tiến Linh trên hàng công thì những tình huống bóng bổng của các cầu thủ U23 Việt Nam từ phía hai cánh sẽ có nhiều điểm đến hơn. Rõ ràng là thể hình của Văn Tùng là tốt hơn so với Thanh Minh rất nhiều và khả năng dứt điểm đột chạm của Văn Tùng cũng đã được kiểm định, đó chính là bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên. Và chuyền bóng không tốt vừa rồi là của Thanh Bình. Trong hiệp 1 Thanh Bình cũng đã có một pha bóng tương đối long ngọc để cho tiền đạo phía U23 Hàn Quốc, đó là Lee Jong-jun đoạt được bóng ở trong chân. Rất may là tốc độ của số 9 bên phía Hàn Quốc là không cao. Đó thì khung thành của Văn Toàn đã không bị đặt vào tình trạng nguy hiểm.
sẽ là một loạt sự thay đổi người của U23 Việt Nam. Đúng là cần phải thử nghiệm nhiều hơn. Kết quả không phải là điều gì đó quá quan trọng trong một trận đấu như thế này. Chúng ta có hai trận đấu giao hữu không quá yếu và đủ để cho cầu thủ có cơ hội được cọ sát. Ngô Thanh Minh, Văn Xuân sẽ phải có một tiếng thả bóng của trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Tuy nhiên đó là tình huống mà quyền kiểm soát đang thuộc về đội bóng áo trắng. Quang Đức, thêm một quả tạt nữa. Hồ Thanh Minh là hầu như lọt thọc giữa hai trung vệ. Tiến Linh, đây không phải là lần đầu tiên trong trận đấu này mà các cầu thủ phòng ngự U20 Hàn Quốc tỏ ra lóng ngóng. Cơ hội được trao cho Tiến Linh, cú đá cận chân có lẽ là vẫn chưa đủ lực để có thể gây khó với thủ môn đối phương. Bên ngoài sân thì U23 Việt Nam đang có 4 sự thay đổi người sẵn sàng. Lê Trung Hồ đã có lỗi việt vị rồi. Có thể những phút tới thì cũng là những cái tên như là Hùng Dũng và cả Tiến Linh sẽ được cho ra nghỉ. Bóng này trong số 3 cầu thủ, các cầu thủ trên 23 tuổi thì có lẽ thể trạng của Hoàng Đức là tốt nhất. Ở thời điểm hiện tại thì Hùng Dũng vẫn chưa đạt được một thể trạng tốt nhất so với hồi mà anh chưa gặp phải một chấn thương. Còn với Tiến Linh thì anh mới chỉ trở lại tập luyện với đội hình của U23 Việt Nam cách đây ít hôm thôi. Đó là trận đấu lắp ghép đội hình được cho là cuối cùng rồi. Lê Văn Xuân, hai cánh của đội tuyển U23 Việt Nam thì rõ ràng là hai cách chơi rất khác nhau. Đối với Lê Văn Xuân thì anh thường cầm bóng và đi xuống sát đường biên để thực hiện những tình huống tạt bóng. Trong khi đó thì đối với Lê Văn Đô, anh thường sử dụng những tình huống phối hợp một cách trung lộ với các tiền vệ. Trong hiệp 1 là Lý Công Hoàng Anh và trong hiệp 2 đó là Hoàng Đức. Rất nhiều những sự thay đổi người của U23 Việt Nam. Cái tên vào sân, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Việt, Dũng Quang Nho và Trần Bảo Toàn. 4 sự thay đổi người: Hùng Dũng, Tiến Linh, Bùi Hoàng Việt Anh và Hoàng Đức rời sân. Trước thì Đức Việt là một những cái tên thi đấu nhiều nhất của các cầu thủ U23 Việt Nam. Để nói thì kết quả của một trận đấu giao hữu như này không quá quan trọng. Và đây sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ trẻ của chúng ta có được những màn thể hiện cuối cùng. Chuyền bóng phần 5-5 thua của Đức Việt. Lê Văn Đô, và chuyền bóng tương đối khó của Văn Đô dành cho Hồ Thanh Minh. Trận đấu đầu tiên giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc thì Dũng Quan Nho được thi đấu ở một vị trí khá lạ lẫm, đó là vị trí trung vệ lệch phải. Đây là Hồ Thanh Minh, một chút nữa thôi. Có lẽ là lúc này thì Hồ Thanh Minh vẫn chưa đủ sức dướn để có thể khống chế được những pha bóng như vừa rồi. Đúng là anh chưa đạt được thể trạng tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Hồ Thanh Minh được biết đến như là cầu thủ có tốc độ cũng như sức mạnh khá tốt.
Và những pha bóng như vừa rồi có lẽ chính là sở trường của Hồ Thanh Minh, chứ không phải là những tình huống bóng bổng. Mặc dù là ở tại vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Kyrgyzstan thì Hồ Thanh Minh cũng ghi một bàn thắng bằng một tình huống đánh đầu, nhưng rõ ràng đối thủ của U23 Việt Nam lúc đó là những đối thủ ở cấp độ Đông Nam Á mà thôi. Rõ ràng là Myanmar không thể so với chúng ta ở bất kỳ một thời điểm nào. Đó cũng là một giải đấu mà hàng công của U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn với việt vị của Hồ Thanh Minh. Nhóm cầu thủ đã được cho nghỉ, họ sẽ vào phòng thay đồ sớm. Bùi Hoàng Việt Anh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh, đối với chúng tôi thì đó là những cầu thủ chắc chắn sẽ có mặt tại SEA Games, không có gì phải bàn cãi cả. Ở trong trận đấu trên sân vận động Việt Trì, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay 10 cầu thủ. Môn Quan Văn Chuẩn và Trọng Long không được sử dụng. Trọng Long đã có mặt ở hiệp 2 trận đấu này. Còn trên băng ghế dự bị thì Quang Chuẩn vẫn đang chờ đợi cội của mình. Đây là tình huống phạm lỗi rõ ràng của Lê Văn Đô. Hôm nay trên sân thì các thủ U23 Việt Nam không có một cầu thủ nào nằm trong ban cán sự cả. Và chiếc băng đội trưởng lúc này được trao cho Trọng Long. Rồi thì Lê Văn Đô của chúng ta đã phải nhận thẻ vàng đến từ trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Hôm nay thì Quan Văn Chuẩn vẫn chưa được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân để thay cho Văn Toàn. Điều mà chúng ta thấy được rõ ràng nhất ở Văn Toàn là sự tự tin trong trận đấu gần đây. Đánh đầu, đánh đầu của Bảo Toàn. Rồi là một pha tiếp xúc bóng không tốt, bóng đi đúng vai của số 31 bên phía U23 Việt Nam. Nói về khả năng không chiến thì rõ ràng là Tiến Linh và Văn Tùng sẽ là những lựa chọn hàng đầu, những tiền đạo cao trên 1m80. Lúc này rất nhiều những sự thay đổi người của U23 Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn đang chơi với sơ đồ là 3-5-2. Trận đấu này khi vào sân thay người thì Dũng Quang Nho vẫn đang chơi ở vị trí trung vệ lệch phải. Người hàng tiền vệ đã quá chật chội với rất nhiều những cái tên, đặc biệt là cái tên ở độ tuổi ngoài U23 như là Hùng Dũng và Hoàng Đức cùng với Lý Công Hoàng Anh, phần nào đó là Trọng Long. Rất khó để có thể có được một vị trí cho Dũng Quang Nho tại SEA Games 31 nếu như anh chơi ở vị trí hàng tiền vệ. Văn Xuân, pha chuyển hướng tấn công tốt của Lê Văn Xuân. Một pha chuyển hướng tấn công của hai cầu thủ đá cánh. Văn Xuân đã có một tình huống chuyền dài rất chính xác dành cho Lê Văn Đô. Sau đó rất tiếc là Lê Văn Đô đã có pha chuyền bóng lỗi ở tình huống chuyển đổi của chúng ta. Chu Dung Cang tán bóng. Rồi, dứt điểm. Vẫn còn.
không được. Vẫn là những tình huống xử lý bóng cuối cùng của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc khá long ngóng. Lee Jung-ho, này thì Cho Jung Hwang vẫn là một trong những cái tên hiếm hoi được huấn luyện viên Kim Jae-jung của U20 Hàn Quốc giữ lại trong trận đấu này. Đây đã là phút thứ 71 rồi và tỷ số vẫn đang là 1-0 cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Sau khi các cầu thủ Việt Nam có hàng loạt sự thương đổi người, nhưng vào lúc này thì các cầu thủ U20 Hàn Quốc mới chính là đội bóng đang chơi ép sân. Ngoài những phút vừa qua thì các cầu thủ Hàn Quốc cũng đã có được những cơ hội thực sự để tiếp cận khung thành của Văn Toàn, nhưng vẫn là những tình huống xử lý bóng cuối cùng. Sự thay đổi người tiếp theo của các cầu thủ U23 Việt Nam. Cái tên chuẩn bị được tung vào sân có sự xuất hiện của Vũ Tiến Long, trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội. Đánh đầu đã có lỗi việt vị của Lee Jong Jun. Rất có ý đồ của các cầu thủ U20 Hàn Quốc, đó cũng chính là những pha bóng mà đã giúp cho các cầu thủ U20 Hàn Quốc đã có bàn thắng và tạo ra được những sự nguy hiểm về khung thành của U23 Việt Nam trong trận đấu trước. Đây là những sự thay đổi của huấn luyện viên Kim Jae-jung đang phát huy tác dụng. Thành Bình là người đã kịp thời khép được góc sút của thể đạo Hàn Quốc. U20 Hàn Quốc chơi tốt hơn ở những phút vừa qua cũng là điều tương đối dễ hiểu, bởi những cầu thủ được tung vào sân ở hiệp 2 đều là những người đã làm nên hiệp 1. Họ đá chính trên sân Việt Trì, tạo nên một hiệp đấu đầu tiên mà U20 Hàn Quốc đã thể hiện được một áp lực khá lớn. Và U23 Việt Nam hàng loạt những sự thay đổi. Đây thực sự là những sự thử nghiệm trao thêm cơ hội của Nguyễn Bắc Hàng Sò. Cầu thủ tốt nhất của chúng ta đã rời sân. Những tình huống bóng bổng sẽ xuất hiện nhiều hơn trong những phút cuối. Quá mạnh. Đó là quả tạt của đội trưởng Lee Seung-hoon. Sau hai trận đấu giao hữu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có được thêm nhiều kinh nghiệm. Như vậy là thủ môn Quan Văn Chuẩn đã được đưa vào sân. Văn Toàn đã có hơn 160 phút để lấy lại cảm giác bóng qua hai trận đấu giao hữu. Lê Xuân Tú cũng sẽ được sử dụng. Cầu thủ dưới sân là Văn Xuân. Tiến Long vào sân để thay cho Thanh Bình. Đội tuyển U23 Việt Nam đã thay 10 cầu thủ. Hai cầu thủ không được sử dụng là Mai Xuân Quyết và Lương Duy Cương. Đây là phút thứ 75. Trọng tài vừa thổi phạt đối với Lê Xuân Tú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
15 phút cho những cái tên đang xuất hiện trên sân của U23 Việt Nam. Thế mình tốt hơn trong bài test gần như là cuối cùng trước khi bước vào SEA Games. Quỹ thời gian còn lại là rất ít. Bộ khung thì gần như là đã được định hình, nhưng những sự thay thế sẵn sàng cho những giải pháp tình huống cần thiết, đó là thứ mà chúng ta vẫn cần phải hoàn thiện. Cú sút vừa rồi là khá tốt. Đó không phải là lần đầu tiên mà cầu thủ U20 Hàn Quốc sử dụng bài đánh với những cú bấm bóng bổng vào khu 16m50 và sau đó là những tình huống đánh đầu trả ngược lại tuyến 2. Trong trận đấu trên sân Việt Trì ở hiệp 1 thì U20 Hàn Quốc đã có không ít những cơ hội như vậy. Tình huống cản phá của thủ môn Quang Văn Chuẩn. Văn Toàn cần có được cơ hội để lấy lại cảm giác thi đấu, và Quang Văn Chuẩn thì cũng cần có được những phút xuất hiện ở trên sân. Tất cả cầu thủ của U23 Việt Nam ngoài những màn trình diễn cá nhân của họ thì cũng cần phải biết cách để ghép nối với những vệ tinh ở xung quanh để tạo ra một hệ thống hoàn thiện hơn. Mang chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam vào thời điểm này là Trọng Long. Đã có nhiều cầu thủ chơi ở các vị trí không được coi là sở trường của họ ở trận đấu trên sân Việt Trì. Và trong những phút cuối của trận đấu giao hữu ngày hôm nay, có lẽ một vài vị trí cũng sẽ được thử nghiệm như vậy. Thanh Minh và một chiếc thẻ phạt. Thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 15 Lee Hoo Yeon. Hôm nay thì có thể nhận định được những cái tên chắc chắn sẽ có tên trong danh sách của huấn luyện viên Park Seo tại SEA Games 31, đó là Văn Toàn, Thủ Hoàng Việt Anh, Hoàng Đức Dũng, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân, Thanh Bình, Tiến Linh, Lê Văn Đô, và đó là những cái tên tiếp theo như là Văn Tùng. Không được, phản quá sâu. Tấn công của trung vệ lệch trái Nhâm Mạnh Dũng. Với những màn thể hiện của mình thì Lê Văn Đô cũng ở đâu đó chắc chắn sẽ được góp mặt tại danh sách rút gọn của SEA Games 31 nội dung bóng đá nam. Hoàng Văn Chuẩn sẽ là thủ thành dự bị cho Văn Toàn ở giải đấu này. Tạt bóng. Bóng của Bảo Toàn. Này thì Lê Văn Đô đang chơi phía hành lang cánh trái. Xuân Tú. Thủ Quang Nho. Khá tốt. Tạt bóng. Pha phối hợp vừa rồi thì một nhịp đẩy trái bóng vào khu 16m50 trước khi thực hiện đường chuyền có lẽ là hợp lý hơn. Với trước đó thì Du Quang Nho đã có pha xử lý tốt rồi. SEA Games đang đến rất gần và hãy bỏ lại những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện tại vòng loại U23 châu Á.
cũng như là giải đấu tại Campuchia. Bây giờ lúc mà cầu thủ xoay tập trung tối đa, cơ hội dành cho U20 Hàn Quốc, không vào. Vẫn đang là cầu thủ Hàn Quốc. Cú sút, hậu vệ của U23 Việt Nam đã chơi lăn xả. Đó là một khoảnh khắc thót tim đối với các cổ động viên của U23 Việt Nam. Khoảng cách chỉ là một bàn. Mỗi một khoảnh khắc mất tập trung thôi đủ để gây nên hậu quả. Pha bóng rõ rệt nhất, cơ hội tiến gần với bàn thắng nhất của U20 Hàn Quốc kể từ đầu trận. Và đúng với những con người đã được tung vào sân trong hiệp 2 này thì họ chơi tốt hơn hẳn. Đặc biệt hơn nữa lúc này thì đội tuyển của chúng ta lại không phải là những nhân tố tốt nhất ở trong đội hình. Những phút thi đấu khá chệch choạc nơi hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam, đặc biệt là cả hàng tiền vệ nữa. Thế rồi chỉ có may mắn mới cứu thua cho cao thủ U23 Việt Nam thôi. Pha dứt điểm đầu tiên là của Choi Soo-min, bóng đi dội cột dọc khung thành của Quan Văn Chuẩn. Tiếp đó là pha xử lý cài người ở vòng cấm, xoay người và dứt điểm của Lee Jong-jun. Cú ba trung vệ của U23 Việt Nam lúc này đó là Nhâm Mạnh Dũng, Tiến Long và Dũng Quang Nho. Rất khó để có thể đem lại những sự yên tâm. Và đương nhiên lúc này thì U20 Hàn Quốc sẽ phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sau bàn tỷ số. Tâm lý trong một trận giao hữu thì không quá có những sự áp lực. Và chắc chắn là U20 Hàn Quốc cũng sẽ không ngại để có thể dâng cao. Họ cũng không để muốn để thua ở trong một trận đấu như thế này. Sau khi số 10 của U20 Hàn Quốc đó là Lee Jun-ho vào sân thì chiếc băng đội trưởng vẫn đã thuộc về số 8 Lee Jung-won. Trước khi ban cán sự của đội tuyển U23 Việt Nam đã chốt lại với chiếc băng đội trưởng của Hùng Dũng, hai đội phó là Hoàng Anh và Tiến Linh, trước đó cũng đã có những thông tin là Hoàng Anh sẽ là người đeo băng đội trưởng. Cản bóng rất hay của Bi Jung Ho. Hai cầu thủ đã va chạm với nhau, trọng tài Hoàng Ngọc Hà vẫn đang cho U20 Hàn Quốc được hưởng phép lợi thế. Cầu thủ của U20 Hàn Quốc đã nổi nóng. Phóng đầu tiên thì anh đã bị phạm lỗi, trọng tài cho hưởng phép lợi thế và sau đó là một tình huống va chạm không bóng. Thẻ vàng dành cho Vũ Tiến Long. Và thẻ vàng dành cho hành vi nổi nóng của cầu thủ áo số 9 Lee Jong-jun. Đó cũng là một bài học kinh nghiệm dành cho các cầu thủ. Họ rất dễ bị cuốn vào những tình huống va chạm và dẫn tới những chiếc thẻ phạt không đáng có. Lee Jong-jun là người đã ghi bàn thắng ở trận đấu trên sân Việt Trì. Còn ngày nay thì trên sân Đồng Hàng Đẫy, U23 Việt Nam đang dẫn U20 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ở những phút cuối. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay 10 cầu thủ. Trọng Long và Quang Văn Chuẩn đã được trao cơ hội ở hiệp 2 trận đấu này. Còn khoảng 10 ngày để cho đội quân huấn luyện viên Park Hang-seo rèn giũa những điều cuối cùng trước khi bước vào SEA Games 31 trên sân nhà. Các trận đấu vòng bảng của U23 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì. Đá phạt góc dành cho U20 Hàn Quốc. Theo những thông tin mới nhất thì cả hai trận bán kết của bóng đá nam cũng diễn ra trên sân Việt Trì Phú Thọ. Chỉ có trận đấu chung kết sẽ được diễn ra trên sân Đồng Quốc gia Mỹ Đình thôi. Theo kế hoạch ban đầu thì cả hai trận bán kết cũng được diễn ra trên sân Mỹ Đình. Chúng ta phải
ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn điền kinh, trận đấu đã phải thay đổi. Mình nhớ là SEA Games là nơi tổ chức rất nhiều những bộ môn chứ không chỉ riêng bóng đá. Dứt điểm tuyến hai, Bi Trung Hồ. Lê Văn Đô, Nhâm Mạnh Dũng. Và chuyền bóng rất hay của Nhâm Mạnh Dũng dành cho Lê Xuân Tú. Quả bóng không hợp lý của Trần Bảo Toàn. Nhưng khó mà chúng ta đã có lợi thế khi Bảo Toàn và Lê Xuân Tú có thể phối hợp với nhau để vượt qua cầu thủ số 6, đó là Park Hyun Bin của Hàn Quốc. Đưa ra được những quyết định chính xác hơn và bắt bóng chính xác của Quan Văn Chuẩn. Lê Xuân Tú pha phối hợp khá hay. Đó là những bài đánh quen thuộc của các đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc chuẩn bị kết thúc. Điểm lớn nhất mà chúng ta thu được từ hai trận đấu giao hữu này quả thực là khó để tìm ra được dấu ấn đậm nét. Nhưng nó là cơ hội và chắc chắn là chúng ta đã nhận ra được nhiều vấn đề. Khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình 2 là khá chênh lệch. Và những giải pháp thay thế hay những cầu thủ có khả năng gây ra đột biến là thứ mà chúng ta còn thiếu. Trong một giải đấu diễn ra với mật độ dày và với áp lực tâm lý phải thể hiện mình trong hành trình bảo vệ ngôi vương, U23 Việt Nam sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Vẫn đang là cầu thủ U20 Hàn Quốc. Sẽ chỉ có một quả đá phạt góc. Rồi là tình huống cản phá của Trọng Long. Sẽ là quả đá phạt góc tiếp tục được thực hiện bởi Lee Sung-woon. Đó là lần thứ hai Quan Văn Chuẩn có những pha xử lý như vừa rồi khi phải chống đỡ trước những quả đá phạt góc của đối phương. Và đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng. Trận đấu giao hữu thứ hai giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc đang có tỷ số 1-0. Thời kỳ bàn thắng duy nhất cho tới thời điểm này là Văn Tùng. Đã có rất nhiều những sự thử nghiệm, đã có được thời gian dành cho các cầu thủ trong bản danh sách triệu tập của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đã có thời gian mà gần như là bộ khung chính thức của U23 Việt Nam xuất hiện. Những tính toán của viên Park Hang-seo cho từng thời điểm một ở các trận đấu giao hữu. Những điều mà chúng ta thu được sau hai trận đấu sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quỹ thời gian ít ỏi còn lại để bước vào SEA Games 31. Thời gian phụ trợ của trận đấu là 5 phút. Sẽ có 5 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai. Đây là Lê Văn Đô.
phạt góc cho cao thủ U23 Việt Nam. Qua trận đấu thì cũng có thể nhìn nhận là đối thủ của chúng ta cũng không phải là một đội bóng quá mạnh. Và với tính chất của những trận giao hữu thì cái đội cũng đang thể hiện một lối chơi khá fair play, cũng không có quá nhiều những pha va chạm dẫn tới những tình huống chấn thương nguy hiểm. Người đá phạt góc sẽ là Trần Bảo Toàn. Là những tình huống va chạm giữa Nhâm Mạnh Dũng và đội trưởng Lee Jong Won. Vẫn còn Hồ Thanh Minh. Tiếp tục là phạt góc. Sự thay đổi người tiếp theo của các cầu thủ U20 Hàn Quốc. Vào sân đó là An Jae-min. Jamie vào sân để thay cho Lee Gunbeck. Đây là phản công cho cao thủ U20 Hàn Quốc. Và cả bóng tốt của Lê Văn Đô. Đây là Lê Xuân Tú. Trần Bảo Toàn. Đẩy sau cầu số 5 cho Inbu. Sẽ có một cú đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Anh Chi Minh vào thay cho Choi Yong Kwang. Người đá phạt sẽ là Lê Văn Đô. Pha đá thẳng không gây được bất ngờ cho người thành Moon Hyun Yo. Thẻ vàng dành cho Hồ Thanh Minh. Đây sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ U20 Hàn Quốc đi tới được bàn thắng sau 3 tỷ số trong trận đấu này. Một pha phòng ngự rất thiếu kinh nghiệm của Tiến Long. Đây đã là những phút bù giờ cuối cùng rồi và Tiến Long không nên có những pha phạm lỗi như vậy. Và đương nhiên là huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng với pha phạm lỗi vừa rồi của Vũ Tiến Long. Đúng bù giờ cuối cùng rồi. Khá mất điểm của trung vệ Vũ Tiến Long. Đúng như đây là một thắng của cao thủ U20 Hàn Quốc sẽ là một điều khá đáng tiếc. Park Jung Bin và Lee Soo Won, hai cầu thủ đang trước tình huống đá phạt này.
góc sút phù hợp hơn với cái chân trái của Park Yong Bin. Park Yong Bin bóng đi đúng vị trí của Quang Văn Chuẩn đã chọn sẵn. Có lẽ đây cũng sẽ là tình huống cuối cùng của trận giao hữu thứ hai giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc. Lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã vang lên. Tỷ số là 1-0 nghiêng về các cầu thủ U23 Việt Nam. Như vậy là sau hai trận đấu thì rõ ràng chúng ta cũng đã đúc kết được một số vấn đề. Những cầu thủ ở đội hình dự bị so sánh được với những cầu thủ của đội hình chính thức thật sự vẫn còn một khoảng cách tương đối xa. Tỷ số của hai trận đấu giao hữu này cũng không quá quan trọng, nhưng nó phần nào đã cho thấy được những cái tên được huấn luyện Park Hang-seo lựa chọn trong danh sách đăng ký cuối cùng cho SEA Games 31. Như vậy là chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở khu vực bảng A. Đấu giữa Việt Nam và Indonesia sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Việt Trì Phú Thọ. Đó sẽ là những trận đấu đầu tiên để cho đội tuyển chúng ta trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại môn bóng đá nam SEA Games 31. Và những ảnh vừa rồi trên sân vận động Hàng Đẫy cũng đã kết thúc buổi tường thuật trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc. Thì chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.